Trong quá khứ, Ronaldo là cầu thủ có khả năng đá phạt trực tiếp thành bàn rất tốt. Bàn thắng của Ronaldo từ chấm đá phạt gần đây là một quả đá phạt cực kỳ đẹp mắt. Cú sút phạt ở khoảng cách chừng 25m đã thực sự tạo ra một tuyệt phẩm mà rất lâu rồi người hâm mộ mới lại được thấy ở siêu sao người Bồ Đào Nha. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên Victor Zero, được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Victor Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Chắc hẳn những người đã và đang theo dõi guồng quay hấp dẫn của môn thể thao vua đều không lạ lẫm gì với hai khái niệm được xếp lại vào nhau và tạo nên một sự hủy diệt đáng sợ, đó chính là Cristiano Ronaldo và sút phạt hàng rào. Trong sự nghiệp đỉnh cao và không ngừng cống hiến của mình, cho đến tận bây giờ khi đã 35 tuổi, nhưng tài năng trẻ này vẫn không ngừng sản xuất ra những bàn thắng ngoạn mục. Ngày hôm nay, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những cú sút phạt hết sức đẳng cấp mà CR7 đã có trong hành trình trở thành huyền thoại của mình nhé. Ngay từ khi vẫn còn đang là một cầu thủ trẻ với mái tóc vàng hoe khi ở Manchester United, Ronaldo đã cho thấy tiềm năng của mình trên chấm đá phạt là lớn như thế nào khi ở một khoảng cách xa và lệch vị trí hẳn sang cánh. Nhưng chàng trai trẻ đó vẫn quyết định tung một cú sút thẳng vào khung thành, bóng đi đập đất, tạo ra một quỹ đạo quá khó, khiến thủ môn không thể lường trước nước đi này. Tiếp tục là một góc sút gần như tương tự, độ khó là như nhau, nhưng kết quả thì vẫn chỉ có một, đó là bàn thắng. Nhưng lần này, tầm quan trọng của nó còn được nhân lên rất nhiều khi cú sút phạt thành công ấy được Cristiano Ronaldo ghi khi anh vinh dự được khoác lên mình chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thời điểm mà Ronaldo bắt đầu cho thấy sự bứt phá của mình trong màu áo quỷ đỏ và tư thế sút phạt nổi tiếng của anh cũng được sử dụng phổ biến dần từ giai đoạn này. Xuất phát từ khoảng cách gần 30m, CR7 vẫn tự tin lấy đà và tung một cú dứt điểm rất căng, biến anh chàng thủ môn tóc bạc này trở thành một kẻ nhàn rỗi nhất trên sân khi chỉ việc đứng yên nhìn bóng đi vào lưới trong vô vọng. Xuất phạt hàng rào ở cự ly xa, Ronaldo hay chọn phong cách đóng gạch xé lưới đối phương. Còn ở một khoảng cách gần khung thành như thế này, bài ưa thích của anh Bảy chính là sút chìm. Tận dụng lúc hàng rào đồng loạt nhảy lên, Ronaldo sẽ có một pha sút sệt không cần quá căng nhưng độ hiểm ở mức cao nhất, khiến cho thủ môn dù có đổ người đến cỡ nào thì cũng đành tình thôi xót xa mà vào lưới nhặt bóng dù đã chạm được tay vào trái banh. Ngày anh khoác lên mình màu áo mới từ MU sang Real Madrid, nhưng kỹ năng sút phạt thì chỉ có ngày một nâng cấp lên. Từ khoảng cách tầm 30m, Ronaldo đã có một cú sút trái phá với tốc độ của một chiếc tên lửa, làm cho người gác đền bên đội bạn dù có ôm được trái bóng thì cũng để nó bật thẳng vào gôn vì uy lực khủng khiếp từ cái chân phải của CR7. Khi chính thức kế thừa chiếc áo số 7 quen thuộc khi huyền thoại của Real là Raul chia tay đội bóng, Ronaldo vẫn lại tiếp tục biến những anh chàng thủ môn thành người tàn hình trong khung gỗ mỗi khi anh bước lên chấm đá phạt. Vẫn là một phong cách lấy đà và sút quen thuộc, bóng đi thẳng vào góc xa khung thành trước sự bất lực của người bảo vệ nó bên phía bên kia chiến tuyến.
lại thêm một lần nữa giải thích vì sao những pha sút bóng đi đập đất thường sẽ là bài toán rất khó dành cho các thủ môn. Trong một tình huống sút phạt hàng rào khá cơ bản, nhưng Ronaldo vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt khi tung một cú sút nửa nẩy, khiến trái bóng trước khi vào khung gỗ đã đập đất một lần, làm cho thủ môn lỡ đà và không thể giải nguy cho đội bóng của mình. Cú sút phạt có thể nói là kinh điển của Ronaldo. Ai bảo anh chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ? Ai bảo anh không thể chọc thủng lưới những thủ môn siêu sao? Nếu vẫn còn câu hỏi đó, xin mời quay về hỏi Manuel Neuer về cái đêm định mệnh ngay tại Allianz Arena. Trên sân nhà của mình, thủ môn của Bayern Munich đã có một đêm mất ngủ khi bị các vị khách đến từ Tây Ban Nha cho phơi áo 4 bàn không gỡ. Và Cristiano Ronaldo với cú sút phạt dệt hiểm hóc này chính là người đặt dấu chấm hết và kéo dài cơn ác mộng của Neuer trên chính mảnh đất quê hương của thủ môn xuất sắc này. Tuy rằng thời điểm hiện tại, khi chuyển sang Juventus từ Real Madrid, kỹ thuật đá phạt của Ronaldo có bị giảm sút đôi chút, nhưng không vì thế mà trong bộ sưu tập bàn thắng vốn đã quá đồ sộ của anh, thiếu đi những pha lập công từ chấm đá phạt trực tiếp này. Trong màu áo đen quyền quý trên đất Italia, vẫn với dáng lấy đà quen thuộc đó, cùng cú sút căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành và khung cảnh quen thuộc lại hiện ra ngay sau đó là thủ môn vào lưới nhặt bóng. Còn CR7 thì ăn mừng chiến tích cùng các đồng đội. Trong một trận đấu derby bán đảo Iberia nảy lửa của một vòng chung kết World Cup, Ronaldo với tấm băng thủ quân trên tay đã trở thành cánh chim đầu đàn thực sự khi một mình anh có một cú hat-trick cho đội tuyển Bồ Đào Nha để buộc Tây Ban Nha phải chia điểm. Và trong bữa tiệc bàn thắng đêm ngày hôm đó, CR7 đã biến một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới lúc này, De Gea, trở thành người đàn ông bất lực đáng thương khi có cú sút phạt trực tiếp xuất thần buộc thủ thành của MU phải đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Trong giai đoạn đỉnh cao của Bồ Đào Nha lúc này, với quá nhiều cầu thủ tài năng và triển vọng, Cristiano Ronaldo vẫn như một người đàn anh, một người trực tiếp truyền động lực khát vọng thi đấu cho những người đàn em. Và có lẽ cách để truyền đi thông điệp nhanh và ngắn gọn nhất chính là những bàn thắng. Với một cự ly và góc sút lý tưởng như tình huống này, thì còn điều gì có thể ngăn cản anh Bảy lập công và tiến gần hơn với kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia trên thế giới. Vừa rồi chính là những cú sút phạt đẳng cấp mang thương hiệu một và chỉ một người có thể thực hiện, đó chính là Cristiano Ronaldo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.